Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết học đầu tiên của phần hình học. Chúng ta vào chương 1, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Bài 1, một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Để học tốt bài này thì ta cần làm quen với cái hình vẽ và các yếu tố có trong hình vẽ đó. Rồi, câu trò mình sẽ vào cái hình vẽ nhé. Đây, cho tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A. Đối với tam giác ABC vuông tại A thì câu có hai cạnh góc vuông là AB và AC. AB, AC. Cạnh góc vuông AB đối diện với góc C, cho nên dễ nhớ, cô sẽ ký hiệu cạnh góc vuông AB là chữ C viết thường. Tương tự, cạnh góc vuông AC là chữ B viết thường. Mình còn có cạnh quyền BC. BC sẽ được ký hiệu là chữ A viết thường. Vậy thì đối với cạnh hai cạnh góc vuông AB, AC và cạnh quyền BC thì mình biết được độ dài của hai cạnh, mình sẽ tìm ra được độ dài của cạnh còn lại bằng định lý Pythagore. Rồi mấy em hãy nhớ lại định lý Pythagore. Hình vẽ của mình á, còn tiếp tục với cái đường cao AH. Hình vẽ này còn có thêm đường cao AH. Cô kẻ đường cao AH nè. Rồi, ký hiệu chữ H, ký hiệu vuông góc. Đường cao AH nó sẽ được ký hiệu bằng chữ H viết thường. Sau khi kẻ đường cao AH thì cạnh quyền BC sẽ chia thành hai đoạn thẳng BH và HC. Cô xin nhắc lại về cái quan hệ giữa đường xuyên, đường vuông góc và hình chiếu. Lúc này sau khi cô vẽ cạnh góc đường cao AH thì cái BH này được gọi là hình chiếu của cạnh góc vuông AB lên cạnh quyền BC. Cô nhắc lại, BH được gọi là hình chiếu của cạnh góc vuông AB lên cạnh quyền BC. Để dễ nhớ và gọn thì cô có thể nói BH là hình chiếu của AB. Tương tự, HC sẽ là hình chiếu của AC. Vậy hai cạnh góc vuông AB và AC nó sẽ có hai hình chiếu tương ứng là BH và HC. Cho BH là hình chiếu của AB nên BH sẽ được ký hiệu bằng C thêm dấu phẩy, C phẩy. Tương tự, HC là hình chiếu của AC nên HC sẽ được ký hiệu bằng B phẩy. Cô nhắc lại, hình vẽ của mình gồm có tam giác ABC vuông ở A, có đường cao AH. Mình có các yếu tố trong hình vẽ gồm hai cạnh góc vuông AB và AC, có hai hình chiếu tương ứng là BH và CH, cạnh huyền BC, đường cao AH. Cô nhắc lại, có C, B, C phẩy, B phẩy, A và H. Rồi, bây giờ các em hãy vẽ cái hình vẽ này vào tập cho cô. Trong cái bài tập bài 1 của mình nó gồm có 4 cái định lý. Và 4 định lý đó nó sẽ cùng làm việc trên cái hình vẽ chung trong cái bài này, đó là tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái bài học cụ thể của mình. Mấy em sẽ ghi cho cô cái phần 1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Định lý 1. Mình ghi nội dung định lý 1 vào tập. Đây, hình vẽ quen thuộc như cô đã giới thiệu từ đề bài. Mọi cái định lý đều áp dụng từ cái hình vẽ này. Để học cái định lý 1 cũng như là các định lý còn lại của bài tập 1 dễ thì mấy em hãy chuyển
những cái lời văn trong cái định lý thành cái công thức toán. Vậy chuyển như thế nào? Thì cô sẽ làm thật chậm trong cái định lý một này để mấy em quen dần. Sau đó mình sẽ áp dụng làm tiếp cho các định lý còn lại. Rồi, cùng cái quan sát cái màn hình, mấy em xem nhé. Nè, trong một tam giác vuông, bình vuông mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó lên cạnh huyền. Rồi cô sẽ cụ thể bằng cái công thức trong tam giác vuông. Mấy em quan sát hình vẽ. Bình phương mỗi cạnh góc vuông, do tam giác vuông có hai cạnh góc vuông, cho nên cô sẽ bắt đầu từ cạnh góc vuông AB trước. Đây, bình phương mỗi cạnh góc vuông, bình phương cạnh góc vuông AB, bình phương mũ 2 sẽ bằng tích là phép tính nhân tích của ai? Của cạnh huyền. Cạnh huyền trong cái hình vẽ là BC, và hình chiếu của cạnh góc vuông đó lên cạnh huyền. Vậy AB nó có hình chiếu tương ứng là BH. Cô sẽ có cái hệ thức đầu tiên là AB bình phương bằng BC nhân BH. Rồi cô chuyển thành cái ký hiệu cho nó dễ nè. C bình phương bằng A nhân C phẩy. C bình phương bằng A nhân C phẩy. Rồi, vậy là cô đã trình bày lại cái công thức đầu tiên liên quan đến cạnh góc vuông AB. Còn cạnh góc vuông còn lại AC, các em hãy tự hình thành nên cái công thức giùm cô. Rồi, sau khi hình thành rồi thì mình quay lại màn hình nha. Em quay lại màn hình, mình sẽ có được là AC bình phương thì bằng cạnh huyền BC nhân với hình chiếu tương ứng CH. AC bình phương bằng BC nhân CH. Rồi mình sẽ có công thức là B bình phương bằng A nhân B phẩy. Đối với mỗi công thức này thì cô nhắc lại nha. Đối với mỗi công thức này thì mấy em có độ dài của hai cạnh, mình sẽ tìm được cạnh còn lại. Ví dụ như cô có BC, có BH thì mình tìm được AB. Nếu cô có AB, có BC thì mình biến đổi công thức, mình sẽ tìm được BH. Cô tròn hình xác cùng nhau chứng minh cái định lý 1. Cô sẽ chứng minh cái hệ thức AC bình phương bằng BC nhân CH. Mình sẽ phân tích ngược cái bài toán này. Để có được cái hệ thức này thì mình sẽ lập được cái cặp đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đây, để lập được cặp đoạn thẳng này thì mình phải có được hai cái tam giác đồng giang. Tam giác thứ nhất là tam giác ABC và tam giác thứ hai là tam giác CHA. Tam giác ABC của mình là tam giác vuông ở A. Tam giác AHC của mình là tam giác vuông ở H. Mình sẽ cần chứng minh tam giác, hai tam giác đồng dạng. Rồi, để chứng minh hai tam giác đồng dạng thì mấy em hãy nhớ lại cái cách chứng minh từ lớp 8. Rồi xét hai tam giác chỉ ra được hai cái cặp góc bằng nhau. Cô nhắc lại, mình sẽ có được cái góc BAC nó bằng với cái góc H cùng bằng 90 độ. Ngoài ra hai tam giác nó còn có góc C chung. Cô có ký hiệu trên hình. Rồi sau khi mấy em đã chứng minh được hai tam giác đồng dạng, mình sẽ lập tỉ số đồng dạng phù hợp, nhân chéo mình sẽ được cái hệ thức. Cô sẽ không trình bày bài chứng minh cụ thể lên màn hình. Các em về nhà tự chứng minh lại. Rồi tiếp theo cô trò mình sẽ làm cái bài tập áp dụng từ cái hệ thức. Mấy em vẽ hình vào giùm cô. Hãy tìm XY. Rồi cô có một cái hình vẽ, cô có một cái tam giác vuông có đường cao. Vậy thì đối với mấy cái đỉnh thì nó không có đặt tên cho mình. Vậy từ cái hình vẽ này mấy em sẽ đọc hiểu cái hình vẽ.
Mình xem tiếp cho cô nè. Giả thiết của hình vẽ cho có một cạnh có độ dài bằng 12 và một cạnh có độ dài bằng 20. Kết luận là mày hãy tìm cho được cái độ dài x và y. Rồi, vậy là với cái hình vẽ tương ứng, mình xem 12 này nó là gì, 20 là gì. 12 là tương ứng với độ dài cạnh góc vuông, 20 là tương ứng với cạnh huyền, và x y là hai hình chiếu. Vậy cô sẽ áp dụng cái hệ thức đầu tiên, mình có bình phương cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu. Rồi, cô sẽ có được 12 bình phương bằng 20 nhân x. 12 bình phương bằng 20 nhân x. Trong bài tập này mình sẽ tìm ra được x. Rồi, cả lớp mình sẽ áp biến đổi công thức để mình tìm x. Sau khi mấy em tìm được x rồi thì mình quay lại màn hình nha. Đây là cách làm ta có. Rồi, từ đó suy ra x nó sẽ bằng 12 bình phương chia 20, có được x bằng 7,2. Sau khi tìm x bằng 7,2 rồi thì mình tìm cái hình chiếu còn lại, y. Muốn tìm y thì cô chỉ cần lấy 20 trừ x là xong. Rồi, mình tiếp tục. Cái hình vẽ này là cô lấy từ cái bài tập số 1 trong sách giáo khoa. Rồi, mình đã vừa xong cái định lý 1, cách học định lý 1, chứng minh định lý 1. Sau đó mình sẽ làm cái bài tập áp dụng, cái bài tập áp dụng gọn về định lý 1. Rồi, mấy em đã quen quen chút nào chưa? Bây giờ mình sẽ tiếp sang tiếp cái phần định lý 2. Rồi, định lý 2 nó sẽ nằm trong cái phần hai nhỏ của mình, một số hệ thức liên quan đến đường cao. Mình vào định lý 2. Nếu đã học được định lý 1 thì định lý 2 các em sẽ làm giống như vậy. Định lý 2 nè, ghi nội dung định lý 2 nè. Rồi, ghi nội dung định lý 2 vào tập. Sau đó hãy chuyển những cái lời văn trong định lý 2 về thành công thức. Rồi, hình vẽ quen thuộc của mình. Bây giờ các em hãy chuyển từ cái lời văn thành cái công thức, cứ chuyển đi. Rồi sau đó mấy em hãy quay lại màn hình để xem cái kết quả của mình có giống với cái kết quả trên màn hình hay không. Cô nhắc lại, hãy chuyển lời văn thành cái công thức. Rồi, quay lại màn hình nha. Cô đọc lại cái định lý 2 nè. Trong một tam giác vuông, tức là hình vẽ của mình, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Rồi, nói một cách gọn lại là bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu. Vậy công thức cụ thể của mình, đây, AH bình phương bằng BH nhân CH. Công thức dưới dạng ký hiệu là H bình phương bằng B' nhân C'. Bây giờ mấy em sẽ tiếp tục mình đi chứng minh cái định lý 2. Hình vẽ quen thuộc. Chứng minh cái hệ thức này. Để chứng minh được cái hệ thức là AH bình phương bằng BH nhân CH thì cô sẽ phân tích. Mình sẽ cần đi chứng minh tam giác AHB và tam giác AHC đồng dạng với nhau. Tam giác AHB và tam giác AHC đồng dạng. Rồi, bây giờ mình sẽ coi nè. Xét hai tam giác, tam giác AHB và tam giác CHA. Ở trên đây người ta đã để các cái đỉnh nó tương ứng luôn rồi nè. Hai tam giác vuông này có cái góc vuông bằng nhau. Tam giác cái góc AHB bằng góc AHC, AHC cùng bằng 90 độ. Ngoài ra còn có góc HAB
HAB góc này bằng với góc ACB góc ký hiệu trong hình vẽ. Hai góc này bằng nhau lý do nó cùng phủ với góc ABC. Rồi, cùng phủ với góc B. Tới đây rồi mấy em sẽ suy ra được hai tam giác đồng dạng. Sau khi lập tỉ số đồng dạng, mình lập tỉ số đồng dạng phù hợp, nhân chéo mình sẽ được cái hệ thức. Rồi, các em hãy tự hoàn chỉnh cái bài chứng minh. Cô sẽ không có trình bày cụ thể bài chứng minh cho mình. Rồi, bây giờ cô trò mình cùng nhau áp dụng cái hệ thức thứ hai để làm bài tập nha. Bài tập áp dụng nè. Tìm x. Cô cho hình vẽ. Đọc hiểu hình vẽ. Chuyển từ cái ký hiệu hình vẽ sang cái công thức, rồi sau đó mấy em sẽ làm bài tập. Giống như cái phần áp dụng của cái định lý 1 thôi, không khác gì hết. Rồi cô chờ nha. Rồi, bây giờ cô nhắc lại định lý 2 nè. Trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông đó lên cạnh huyền. Nhắc lại cho gọn lại là bình phương đường cao thì bằng tích hai hình chiếu. Lúc này mấy em phân tích đề bài cho giả thiết cho 6, đoạn bên này là 9 và yêu cầu mình kết luận của bài là tìm x. Vậy 6 tương ứng với đường cao ứng với cạnh huyền, 9 là độ dài một hình chiếu, còn x là đi tìm độ dài hình chiếu còn lại. Rồi cô sẽ có cái công thức. Rồi, 6 bình phương bằng 9 nhân với x. Từ đó mình suy ra x sẽ bằng 6 bình phương chia 9, x bằng 4. Vừa qua thì cô và các em đã học được hai cái định lý trong bài 1, định lý 1 và định lý 2. Trong cái chương trình của mình, trong cái tiết học đầu tiên của mình thì chỉ cần học hai cái định lý này thôi. Cho nên á là về nhà mấy em hãy học thuộc hai cái định lý, ngoài ra hãy chuyển từ cái lời văn hai định lý đó thành một cái công thức. Làm cho cô cái bài tập số 1, số 2 sách giáo khoa trang 68. Rồi, mình còn hai cái định lý là 3, 4. Hai định lý này mấy em sẽ được học vào cái tiết học thứ 2. Do cái phân phối chương trình của cái trường mình á, thì cái tiết học hình học đầu tiên chỉ yêu cầu mình nắm hai cái phần định lý 1, định lý 2. Nếu em đã học quen được hai cái định lý 1 và định lý 2 thì định lý 3 và định lý 4 mình sẽ học tương tự như vậy. Nên yêu cầu về nhà của mình là hãy áp dụng làm bài tập từ những cái bài tập áp dụng cô đã cho ở trên. Sau đó mình hãy chuyển từ lời văn định lý 3, định lý 4 thành công thức. Do tình hình dịch bệnh cho nên là cái tương tác của cô và mấy em sẽ gặp một số cái hạn chế. Do vậy thì cái tinh thần tự học của mình là rất là cần thiết trong cái thời gian này. Cô mong là mấy em hãy phát huy để mà mình hoàn thành cái chương trình cho nó tốt. Rồi, hẹn gặp lại các em ở cái tiết học thứ hai. Bye bye.